bạn chủ đẹp chạy giống tư nè. Vào nói chụp hình chủ quá đẹp. Anh em chia sẻ giùm tôi ơi. Kiếm like. Kiếm like. Khôn rồi. Tốt nhưng mà. Nhưng chim nhìn trắng. Đã đó không? Khó kiếm mấy con này lắm hả Hiền? Ừ. Chỗ không chạy luôn đó. Đá gà dựng hai tới lên xuống vậy đó. Bộ nguyên bài gì vậy? Bấm mấy con người có dính rồi hả? Ừ. Bấm gần đặt dính hai như là hai con hay gì đó. Ừ. Dính con thả rồi không sao mà dính con nữa. Rồi đem đi ra thả ăn nữa. Nó không có kén. Nó không có ăn gì vậy hả? Không có kén, con chồn không có kén. Ừ. Bắt ngoài nó cũng không kén là như vậy kìa. Dạ. Ừ. Dạ, đâu ra gì? Nè, đây nè. Hay, bắt tay vô nè. Luôn. Ừ. Rồi, em dùng cái lỗ tắp rồi mà, đúng không? Ừ, cũng dùng sao dám. Ừ, cũng dùng cái giảm như vậy. Ừ, nè. Sao lỗ tắp cái bắp? Bậy bậy. Giảm nào. À, nữa, đây đây nữa, chơi cậu hai đây ngoài cho anh tính nuôi. Ê, để lâu vậy, mời đi ngoài chơi luôn. Ừ, ừ. Để cho... Ai à? Trời ơi, trời, cắn rồi. Thấy con nói không? Hiền ơi, táp rồi. Không, đúng đúng sâu quá anh làm rồi. Ủa. Nuôi. Ơi à, nuôi nuôi. Nó nhồm sao mấy lòng chắc hả ơi. Tao gửi vô tính. Rồi cắt đi. Cắt chuồng này đi, nó con hai đang nhiều hết nên cho anh tính nuôi. Nhưng mà anh em tính đừng có bắt nha. Quá cưng này, trời ơi, trời cắn không sao. Mà nó học chưa máu ra. Cái con chú cắn ra đâu có gì đó. Chuồng trắng nha. Để nó cắn rồi cái răng nó không lủng. Ê để chị nữa con ngon nó bắt ra bẻ răng đó. Con kia tắt bật 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 anh. Thôi giá này nó chơi rồi. Nãy chơi rồi, nãy giờ nó vô.